Xin chào các bạn đã đến với Tin Dục ngày hôm nay, sẽ có hai nội dung chính sau đây. Một, các trường đại học bổ sung thêm phương thức tuyển sinh mới. Hai, giờ thời gian nhập học hoặc nhập học bằng hình thức online. Sau đây là nội dung chi tiết. Cụ thể, các trường đại học đã bổ sung thêm phương thức xét tuyển mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn thuộc nhóm đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Như trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng áp dụng phương thức này trong kỳ tuyển sinh năm 2021. Cụ thể như sau: trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kết hợp với kết quả học tập trung học phổ thông theo hai tiêu chí như sau: các kết quả kỳ thi đánh giá năng lực phải bằng hoặc trên mức điểm sàn do trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xác định và các kết quả học tập trung học phổ thông của từng môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 8.0 cho cả ba năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Cũng như trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã quyết định bổ sung phương thức xét học bạ để xét thí sinh được đạt cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022. Theo đó, thí sinh phải đảm bảo các tiêu chí như sau: xét điểm năm học kỳ không tính học kỳ 2 của lớp 12 của các môn trong tổ hợp 3 môn xét tuyển. Thí sinh tham gia xét tuyển phải có xếp loại hạnh kiểm khá trở lên của năm học lớp 12 với ngành Y Khoa, Dược học, Răng hàm mặt. Thí sinh phải có điểm trung bình cộng năm học kỳ từ 8.0 trở lên. Với ngành Khúc xạ Nhãn khoa phải có điểm trung bình năm học kỳ môn Tiếng Anh từ 7.0 trở lên. Hay như các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố phương án tuyển sinh mới đối với các thí sinh đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022. Đối với trường đại học quốc tế dành 5-10% chỉ tiêu cho phương thức này, điều kiện đăng ký xét tuyển như sau: thí sinh được đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021, điểm trung bình 3 năm trung học phổ thông của các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển phải lớn hơn bằng 6.5 điểm, tổng điểm trung bình 3 năm trung học phổ thông của các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 20 điểm không tính điểm cộng ưu tiên. Trường Đại học An Giang cũng dành 7% chỉ tiêu cho phương thức này, điều kiện các thí sinh phải làm bài luận và gửi về trường. Hay như trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng dành 5% chỉ tiêu cho phương thức này. Đối với các bạn thí sinh có đăng ký xét tuyển vào trường theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 có điểm trung bình cộng học lực 3 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 từ 8.0 trở lên. Hay như trường Đại học Công nghệ Thông tin cũng dành tối đa 3% chỉ tiêu cho phương thức này. Điều kiện thí sinh phải có học lực tối thiểu đạt loại khá, hạnh kiểm tốt trong 3 năm học trung học phổ thông. Đồng thời, tổng điểm trung bình 3 năm học trung học phổ thông của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đăng ký phải lớn hơn hoặc bằng 22,5 điểm và kết hợp với phỏng vấn. Và trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cũng dành 1-3% chỉ tiêu cho phương thức này. Điều kiện cần cho phương thức này là các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông cùng với điểm học bạ kết hợp với làm bài luận và phỏng vấn. Và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng dành 5% chỉ tiêu cho phương thức này. Điều kiện điểm xét tuyển là trung bình cộng của 3 môn học tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển của 3 năm học trung học phổ thông kết hợp với làm bài luận cộng với điểm khu vực. Cũng như các trường công lập khác như trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng áp dụng phương thức này bổ sung vào kỳ tuyển sinh năm 2021. Đối với trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh dành riêng 200 chỉ tiêu xét thí sinh đạt cách tốt nghiệp trung học phổ thông, điều kiện các kết quả quá trình học tập từng năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 để làm cơ sở xét tuyển. Và các trường ngoài công lập khác cũng có áp dụng phương thức này để áp dụng vào kỳ tuyển sinh năm 2021 của các trường. Các bạn thí sinh và phụ huynh lưu ý truy cập vào cổng thông tin điện tử của các trường mà các bạn có nguyện vọng xét tuyển để tìm hiểu kỹ về phương thức xét tuyển trên cũng như điều kiện đăng ký xét tuyển với phương thức này. Hiện năm học mới sắp bắt đầu nhưng khó khăn lớn nhất của các thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học trong cả nước, nhất là các thí sinh trúng tuyển tại các trường đại học nằm trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, gặp nhiều khó khăn hơn những năm trước. Nắm bắt được tình hình, hầu hết các trường đại học đều thực hiện điều chỉnh thời gian nhập học và cách thức nhập học bằng hình thức online hoặc dời thời gian nhập học nhằm đảm bảo quá trình nhập học của các bạn tân sinh viên không bị gián đoạn trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Sau đây là một số bước cơ bản khi nhập học online, các bạn lưu ý nhé. Bước 1. Nhận thông báo nhập học bằng đường bưu điện hoặc tra cứu thông tin nhập học trên cổng thông tin của các trường. Bước 2. Đóng học phí qua ngân hàng hoặc bưu điện. Bước 3. Khai báo hồ sơ sinh viên trên cổng thông tin của nhà trường. Ở bước này các bạn lưu ý nếu gặp khó khăn hãy liên hệ về phòng tuyển sinh của nhà trường nhé. Bước 4. Nhận mã sinh viên và email của trường tạo cho các bạn. Các bạn thí sinh nên nhớ kỹ mã số sinh viên và email của trường vì khi các bạn theo học tại trường, mã số sinh viên và email sẽ đồng hành với bạn trong suốt những năm học tại trường.
Sau đây là lưu ý nhỏ dành cho các bạn tân sinh viên. Hầu hết các trường đều có chính sách miễn giảm học phí trong năm học mới nhằm đồng hành với các bạn tân sinh viên và gia đình khó khăn. Tình hình dịch bệnh trong nước, vì vậy các bạn thí sinh và phụ huynh lưu ý các hình thức miễn giảm học phí được đăng tải trên các cổng thông tin điện tử của các trường hoặc gọi về các bộ phận tuyển sinh của nhà trường mà các bạn có nguyện vọng xét tuyển vào. Cảm ơn các bạn đã xem clip vừa rồi. Nếu các bạn còn thắc mắc về thông tin hoặc góp ý, đừng ngần ngại comment dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn like và share cũng như đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.